chào các bạn đã đến với kênh Online Nail. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ kiến thức về một số loài động vật. Chắc các bạn ngạc nhiên khi nghe tựa đề Khi cua tấn công cá sấu, ngựa vằn đã bại sư tử. Môi trường sống hoang dã là nơi mà kẻ thù mạnh mới có quyền sống. Nhưng đôi khi ta vẫn thấy ngựa vằn đã bại sư tử, cá kéo đại bàng xuống nước, cua tấn công cá sấu, con chó rừng táo tợn cố cướp miếng thịt từ mỏ Kenken ở tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi. Kenken phản công bằng cách mổ vào mũi của con chó rừng táo tợn này. Con nhím trong vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi sử dụng những bộ gai nhọn sắc bén để tự vệ khi có một con báo tấn công nó. Con báo đã thất bại với một số vết thương ở chân trước. Một con đại bàng đang đói không thể bắt cá được ở hồ tỉnh Limpopo, Nam Phi vì con mồi của nó kháng cự rất quyết liệt. Thậm chí con cá kéo con đại bàng xuống dưới nước. Khi bắt đầu tấn công một con ngựa vằn, chắc chắn con sư tử trong khu bảo tồn ở Tanzania không ngờ rằng mặt nó sẽ nhận lại một cú phản kích bằng chân sau từ con mồi. Con chim thủy hồng nhỏ nhắn cố bám chặt lưng con diều hâu đang bay và mổ liên tục vào đầu nó để bảo vệ tổ ở thành phố Chicago ở bang Illinois ở Mỹ. Phản ứng nhanh của một con chuột Westrostian ở Scotland đã giúp nó thoát chết khi vượn báo chộp nó. Một con sư tử cái trong vườn quốc gia Serengeti Tanzania trốn trên cây cao để tránh tấn công của một chú voi. Con mèo bé nhỏ khiến con chó to lớn choáng váng với cú đá đầy mạnh mẽ và uy lực vào đầu. Một con chó ở tỉnh Manitoba, Canada đối đầu con gấu trắng ở Bắc Cực để bảo vệ lãnh thổ. Dù bị xích, con vật có vẻ yếu thế hơn vẫn sủa lớn để xua đuổi đối thủ khổng lồ. Một con cua nhỏ trong vườn quốc gia ở bang South Carolina ở Mỹ thoát chết bằng cách dùng càng kẹp vào hàm má của con cá sấu. Có vẻ như sát thủ đầm lầy đã đánh giá thấp uy lực của đối thủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích đối với các bạn thì các bạn hãy đăng ký kênh này để nhận được những video chia sẻ mới nhất. Xin trân trọng chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.